Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Mới đây, trang Goal châu Á đã đưa ra đội hình tiêu biểu của giải U23 Đông Nam Á 2022. Đáng chú ý, khi dù là các nhà vô địch, nhưng U23 Việt Nam chỉ có hai cái tên lọt vào danh sách này. Đó là các hậu vệ Trần Quang Thịnh và Nguyễn Thành Nhân. Những gương mặt thi đấu nổi bật như Dụ Quang Nho, Trần Bảo Toàn hay thủ môn Tuấn Hưng không được lựa chọn. Trong khi đó, dù để thua U23 Việt Nam trong cả hai lần đối đầu, nhưng Thái Lan có đến 3 đại diện. Thậm chí, một đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng như Campuchia cũng có hai cầu thủ góp mặt trong đội hình này. Bản danh sách làm dấy lên những tranh cãi từ các cổ động viên của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.